Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ phim Quyết Đấu. Trong phần 4 này, Boyka đang nhắm tới các giải đấu lớn để chứng minh tên tuổi của mình. Nhưng một cái chết do tai nạn ở trên sàn đấu xảy ra đã khiến cho Boyka tự đặt câu hỏi cho chính mình về mọi thứ, cho việc anh đang đứng trên sàn thi đấu vì cái gì. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bộ phim này. Câu chuyện bắt đầu ở nước Nga xa xôi, một nhà tù liên minh kết hợp với một tổ chức bên ngoài để tiếp tục thi đấu võ thuật cho các tù nhân. Từ khi Boyka vượt ngục, một tên tội phạm có biệt danh là Cốt Ma đã trở thành bá chủ trên võ đài ở đây. Đối thủ chỉ cần nhìn thấy Cốt Ma đã bị dọa cho sợ hãi. Sau khi được cởi bỏ xiềng xích, Cốt Ma ngay lập tức lao lên sàn đấu. Khuôn mặt hung tợn như một con hổ đói, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối thủ. Đối thủ dùng hết sức để đấu với hắn, nhưng cũng chẳng khác gì muỗi đốt inox. Cốt Ma dễ dàng nhấc bổng anh ta lên, rồi quật ngã đối thủ xuống sàn đấu. Đối thủ mặc dù đã nằm im bất động, nhưng tên ác nhân này vẫn không chịu buông tha cho anh ta. Hắn nhẫn tâm đấm liên tục để kết liễu đối thủ. Ở nơi khác, Boyka lúc này đang bị phát lệnh truy nã. Anh phải trốn chạy đến Ukraine. Tại đây, anh tiếp tục làm võ sĩ tự do trong thế giới ngầm với quyết tâm trở thành quyền vương của thế giới. Thi thoảng anh cũng đi làm từ thiện trong giáo đường. Một ngày nọ, Kizin tìm đến và nói với Boyka rằng tôi đã liên hệ được với hai người xích lớn, tối nay họ sẽ đến xem anh thi đấu. Chỉ cần anh thể hiện tốt và chiến thắng thì anh có thể tham gia giải đấu ở châu Âu. Boyka nghe xong thì vô cùng vui mừng. Trận đấu nhanh chóng được diễn ra. Đối thủ lần này của Boyka là Victor. Nhìn bề ngoài thì có vẻ anh ta rất thân thiện, chủ động làm quen với Boyka. Nhưng Boyka không để ý, vì anh đang rất nóng lòng để được thể hiện bản thân. Vừa vào trận, Boyka đã liên tiếp tấn công Victor. Tốc độ ra đòn quá nhanh, đối thủ chỉ biết chịu trận. Sau một thời gian ngắn, Victor choáng váng gục xuống sàn. Nhưng anh ta là một kẻ ngoan cường, sau mỗi lần bị đánh ngã, anh đều đứng dậy chiến đấu tiếp. Boyka thấy vậy liền bảo Victor đừng cố gắng nữa. Victor vẫn cũng đầu khiến Boyka không nhẹ tay nữa. Anh ấy liền liên tiếp tấn công Victor. Lần này thì anh ta không để đứng dậy được nữa rồi. Boyka dễ dàng chiến thắng và rời đi trước sự tung hô của khán giả. Sếp vô cùng hài lòng trước phần thể hiện của Boyka. Ông ta tuyên bố anh có thể vào trận chung kết. Mọi thứ đều đang diễn ra hết sức thuận lợi với anh. Nhưng lúc rời đi, Boyka nhìn thấy Victor đang bị hôn mê và được cấp cứu do tình trạng chấn thương nặng. Boyka cảm thấy vô cùng áy náy. Suốt một đêm dài, anh ấy mất ngủ vì chuyện đó. Sáng sớm hôm sau, anh tìm tới chỗ Kizin để hỏi tình hình của Victor. Cuối cùng, Boyka nhận được tin Victor đã tử vong do chấn thương não quá nặng. Mặc dù chuyện đánh chết người trên võ đài sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng Boyka cảm thấy vô cùng cắn rứt. Sau khi biết được Victor có một người vợ, anh lập tức đề nghị với Kizin rằng mình muốn gặp cô ấy. Kizin không đồng ý vì Boyka đang là tội phạm truy nã ở Nga. Hơn nữa, cuộc thi đấu ở châu Âu chỉ còn 2 tuần nữa là bắt đầu. Nếu rời đi lúc này sẽ rất nguy hiểm. Đây là cơ hội ngàn năm cố một. Nếu như bỏ lỡ, cả đời Boyka sẽ không ngóc đầu lên được. Boyka dứt khoát không nghe lời khuyên của Kizin. Một mực cầm theo hộ chiếu giả, quay về Nga tìm vợ của Victor. Cô ấy cũng chính là nữ chính của bộ phim, tên là Anma. Boyka vừa nhìn thấy cô ấy còn chưa kịp nói gì, thì cô đã bị mấy tên lạ mặt bắt lên xe. Boyka lập tức đuổi theo phía sau, đến một sòng bạc. Ở đây đang diễn ra một trận thi đấu võ tự do. Boyka rất nhanh đã tìm được Anma. Hóa ra cô là phục vụ ở đây. Trước khi anh ấy kịp nói vài lời với cô thì đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Đám bảo vệ đe dọa rồi lao vào đánh anh. Nhưng chúng tất nhiên không phải là đối thủ của Boyka. Họ lần lượt bị anh nhanh chóng đánh bại. Lúc này ông chủ của sòng bạc là Yuza cũng xuất hiện. Vì chứng kiến cảnh anh hạ hết đám tay chân của mình nên ông ta muốn mời Boyka thượng đài. Nhưng Boyka đã từ chối. Anh chỉ muốn gặp Anma. Và Yuza cũng từ chối ngược lại với anh. Hắn nói nếu như không có sự cho phép của hắn thì không ai có thể gặp Anma. Boyka lặng lẽ rời đi. Hôm sau anh lặng lẽ tới trung tâm thể dục thể thao tìm gặp Anma. Anh hỏi cô vì sao lão Yuza lại muốn kiếm chuyện với cô. Anma kể lại rằng mấy năm trước chồng tôi đã mượn của ông ta một số tiền lớn để mở trung tâm thể dục này. Vì để trả nợ nên tôi phải làm phục vụ ở sòng bạc. Boyka cũng thành thật nói anh trực tiếp thừa nhận mình đã vô tình giết chết chồng cô. Nói xong thì anh liền đưa tiền thưởng của trận đấu đó cho cô ấy. Đứng trước cái chết của chồng, Anma không thể bình tĩnh nổi. Cô tức giận trả lại tiền và đuổi Boyka đi. Boyka cũng không từ bỏ, anh quyết tâm trả nợ cho cô. Anh tới sòng bạc gặp Yuza để tiến hành một cuộc giao dịch. Anh đề nghị mình sẽ tạm thời làm võ sĩ dưới quyền ông ta, nhưng với một điều kiện là ông ta phải buông tha cho Anma. Lão Yuza liền đồng ý, ông ta muốn anh đánh 3 trận trong vòng 1 tuần. Nếu thua một trận thì giao dịch này sẽ bị hủy bỏ. Hôm sau, Kizin gọi điện để thúc giục Boyka nhanh chóng trở về. Anh đã từ chối để ở lại giúp Anma. Trong lúc luyện tập, có một tên côn đồ đã bước lên gây chuyện. Boyka không hề quan tâm tới hắn ta, nhưng hắn ta không có ý định buông tha cho anh. Tức giận,
anh đá một cước khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Đến tối, trận đấu đầu tiên bắt đầu. Đối thủ của Boyka quá chênh lệch về đẳng cấp. Chỉ vài phút sau anh ấy đã hạ được đối thủ. Boyka tính giơ tay lên đấm bất tỉnh đối thủ. Nhưng anh không muốn lặp lại sai lầm trước đây nên đã dừng tay. Đối thủ cũng không còn sức chiến đấu nên Boyka giành chiến thắng. Yuza nhắc nhở Boyka đừng quá coi thường. Vì cửa thứ nhất bao giờ cũng là cửa dễ nhất, nhưng cửa sau chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Sau đó, Yuza bảo Anma mang nước vào cho Boyka. Boyka cũng hỏi cô rằng, quanh đây có trung tâm thể thao nào không? Bởi vì nơi anh đang luyện tập có quá nhiều kẻ tới kiếm chuyện. Anma đưa anh tới trung tâm thể thao của nhà mình, nơi chồng cô vẫn thường luyện tập. Trận đấu thứ hai cũng tới. Lần này Yuza để hai võ sĩ lên sàn đấu, thi đấu với Boyka. Cả hai trình độ không cao, nhưng chúng kết hợp lại khá ăn ý. Boyka vừa tấn công một người, thì người còn lại liền lao tới tấn công, không cho anh ấy có cơ hội nghỉ ngơi. Boyka liên tiếp bị dồn vào thế yếu và có phần kiệt sức. Nhưng khi anh nhìn thấy Anma đang theo dõi mình, như được tăng thêm sức mạnh, anh lập tức quyết tâm chiến đấu. Sau một hồi chịu trận, Boyka cũng tìm ra điểm yếu của chúng. Anh tấn công liên hoàn khiến chúng không thể chống đỡ. Cuối cùng, Boyka đã giành chiến thắng trận thứ hai. Yuza thấy tình hình không ổn. Ông ta nhờ vào mối quan hệ và tiền bạc, mua chục cai ngục để cốt ma lên thi đấu. Sau khi xong chuyện, cai ngục có thể bắt Boyka vào tù để tiếp tục kiếm tiền cho hắn. Một mũi tên trúng hai đích. Cai ngục thấy kiểu gì mình cũng có lợi nên đồng ý. Trận đấu thứ ba cũng nhanh chóng bắt đầu. Nhưng lần này đối thủ của Boyka không phải là cốt ma, mà đó là Ego, cánh tay phải của Yuza. Tên này tỏ ra rất kiêu ngạo, vừa lên đài đã khiêu khích Boyka. Thực lực của Ego mạnh hơn hai người trước rất nhiều. Hắn cũng rất nham hiểm, chuyên nhắm vào vết thương của Boyka để đánh. Chừng đó cũng không thể khiến anh ấy gục ngã, vì Boyka biết rằng chỉ có anh mới có thể giúp Anma thoát khỏi nanh vuốt của kẻ xấu. Anh quay trở lại, chiến đấu một cách ngoan cường. Cuối cùng hạ gục Ego bằng một cú đá xoay người hiểm hóc. Ego chỉ còn biết nằm hít mùi sàn đấu. Boyka đã giành chiến thắng. Theo như thỏa thuận, Anma được trả tự do rồi. Thế nhưng tên khốn Yuza lại lật lọng. Hắn bắt Boyka phải đấu thêm một trận nữa với cốt ma. Yuza đang nắm đằng chui, nên Boyka không thích cũng phải làm theo. Ngay sau đó, trận đấu được diễn ra. Những cú đấm của Boyka rất mạnh, nhưng đối với cốt ma thì chẳng hề hấn gì. Mà trước đó, Boyka cũng đã hao tổn quá nhiều sức lực với Ego, mang trong mình vết thương chưa lành. Hiện tại, Boyka chưa thể là đối thủ của cốt ma, nhưng vì sự tự do của Anma và muốn bù đắp lỗi lầm mà anh đã gây ra, nên anh ấy đã cố gắng hết sức để chiến đấu với tên quái vật kia. Sau khi bị Boyka đánh thọt một chân, thì sức mạnh của cốt ma giảm đi đáng kể. Anh dùng toàn bộ sức, bật nhảy 360 độ trên không, tung cước đá bay cốt ma ra khỏi sàn đấu. Nhưng tên Yuza đã nuốt lời, hắn cho người lên đánh Boyka. Khán giả nhanh chóng bỏ chạy, Boyka bị đánh nằm gục xuống sàn, mắt lờ đờ. Nhưng khi anh nhìn thấy Anma bị bắt đi, anh một lần nữa đứng dậy. Như một chiến thần bất khuất, Boyka lao vào đánh đám vệ sĩ. Anh đuổi tới chỗ của Yuza, nhưng bị hắn bắn vào bụng, cắn răng chịu đau đớn. Anh quyết không tha cho tên xúc sinh này. Anh vung nắm đấm liên tục vào mặt lão ta và bóc cổ kết liễu Yuza. Boyka bị cảnh sát bắt về trại giam. Một thời gian sau, Anma đến nhà tù thăm anh. Cô ấy đồng ý tha thứ cho Boyka. Khuôn mặt anh hiện lên sự giải thoát. Boyka trở về trại giam, tiếp tục những tháng ngày thi đấu. Bộ phim đến đây là kết thúc. Dù không được đánh giá cao về cốt truyện, cũng như cách dựng phim và kỹ xảo, nhưng đối với những người đam mê võ thuật, thì những điều thừa thãi ấy không thể nào làm mất giá trị của quyết đấu. Bởi bộ phim hướng tới những cảnh quay võ thuật hoành tráng, những màn đấu võ đỉnh cao. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy để lại bình luận và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các bộ phim tiếp theo.